Và trước mặt anh em là một chiếc, chiếc này chiếc kia thu mua nha anh em. Hải sản tươi sống 2, ù dữ luôn. Chiếc này chắc mới sơn phết, mới sửa chữa gì lại ha. Bề ngang nó cỡ 4,5 m đổ lại nha cả nhà. Dài thì khoảng 17-18 m nha. Hải sản tươi sống 2. Hình ảnh trước mặt anh em là một chiếc chiếc này là nghề tàu tải nha anh em. Nghĩa Nhân. Tàu tải kim thu mua luôn quá. Đang chờ trình biên phòng nha anh em. Đây có anh chị này chèo ra rước ha. Ê, nguy hiểm quá. Cái này bề ngang nó 6 mét mấy nha anh em, gần 7 mét nha. Dài thì khoảng 25-26 mét. Sàn khô 8 chân, bền 4 chân nha anh em. Đang chờ trình biên phòng xong rồi chạy về tắt cầu nha. Rồi, trình biên phòng xong rồi nha, bây giờ lên ghe chạy thôi. Ghe đang tải khá nặng nha nè. Đang tải trên 80 tấn nha. Mấy chiếc này thì cái phần tâm hạ nó không có sâu. Thêm một chiếc xà lan với một chiếc tàu tải nữa nha anh em. Tên là Trung Kiên. Chuẩn bị trình biên phòng nữa nha. Rồi mấy chị xuồng hàng đang tiến tới nha. Để chuẩn bị chở khách. Chở khách đi vô đó anh em. Mấy chục ngàn người nha. 30 một lượt. Chiếc này 5 mét mấy nha, Trung Kiên. Bề dài thì 17-18 mét. Cỡ 17 mét, 17 mét mấy á. Mấy chiếc này chắc tải ở ngoài Phú Quốc. Không thôi là ở Thổ Chu nha. Cái bon của nó làm kính mít luôn. Biên phòng xong rồi nha, giờ chạy nha anh em.
cũng trình biên phòng xong rồi nha anh em, để coi ảnh lên như thế nào. Ở đằng đó có cái thang. Nước thì đang chảy ra nha anh em, cho nên là nó hơi bị khó khăn chút xíu. Rồi chạy thôi. Tên là Thiên Trang. Này cho máy Cummins quá. Dài khoảng 25-26 mét nha.